trai Say Hi chính thức lên sóng vào tháng 6 năm 2024. Tha đó. Tại mới mở màn chị ước mọi người chờ chị mất cấp lâu. Dạ. Nói với lại Phát nè, anh với Phát chỉ còn là một đội. Và cái hành động của Phát vừa rồi á, tự giết em. Ủa, em là may mắn của em đã qua đây rồi. Vì em chưa biết được là khi Dạ là người chiến thắng thì số phận của em như thế nào đâu. Em nghĩ đi, đâu dễ dàng gì chị chọn con cá độc nhất đâu Phát. Em nghe chưa? Sao? Lòng người đáng sợ như vậy hả anh? Không phải lòng người đáng sợ, mà là do mình ngu. Em xin phép được xin lại ca nước hồi nãy. Ngày hôm nay là thưa quý vị, chúng ta gặp gỡ lại Hoa Hậu Khánh Vân. Đây là lần thứ hai mình đến với chương trình đúng không? Dạ đúng ạ. Lần trước là mình thắng hay thua? Dạ thua. Ở đội nào? Dạ. Cứ giao luôn. Anh cứ giao luôn. Hả? Em kỳ thị người ta vậy? Lần trước mình đội nào? Dạ hình như là em đội chị Dạ. Em đứng yên đây. Rồi vô thế đó, đội hình luôn á. Vậy luôn đó. Bây giờ là lúc chúng ta sẽ tìm ra đội của mình bằng một trò chơi ngay sau đây. Bây giờ chúng ta sẽ phổ cập. Đây là con cá gì? Cá nóc á. Hả? Con cá gì? Cá đuối. Con cá gì? Cá hồi. Ủa cá hồi. Cá quả phải không? Cá lóc. Cá này quen lắm nha. Sai. Cá ngừ. Cá ngừ. Sai. Sapa. Sai. Cá gì? Không thấy cái mồm, không có thấy cái mũi, cái thu nhật. Con này hình như cá bóp. Cá bóp hả? Không phải cá bóp. Bóp. Nó không có phải. Hai cái đường, đường trắng là bóp á. Cá chê, cá sặc. Chê. Sặc. Bây giờ mỗi người hãy chọn một con. Em chọn con cá sặc. Tôi chọn con cá nóc. Em chọn con cá trơn. Thôi em chọn con cá hồi. Chứ heo thì. Heo thì. Cầm cá gì? Cầm cá sặc. Cầm anh con cá xấu này nè anh lựa. Ok. Rồi cầm đi. Chúng tôi sẽ có một bài rap đọc tên những con cá. Và sau khi bài rap được phát ra, con cá nào được đọc nhiều nhất, nhì và ba về một đội. Đội đó là đội thoát nạn. Ba con cá khác được đọc ít hơn về chung một đội. Mắc gì anh chỉ qua bên hướng bên này. Đội đó bị phạt. Dạ. Đó là cách chia đội. Cá lóc, cá chép, cá lòng còng ma gì đó bài đó. Cá bông, cá lóc. Vậy là không có đuối đi. Sẵn sàng chưa? Đuối rồi. Cá lòng còng. Sẵn sàng chưa? Dạ sẵn sàng. 3, 2, 1, quay về màn hình. Bắt đầu. Lóc ốc bớt chê ra khỏi đuối. Lóc ốc bớt sạc chê khỏi đuối. 2, là rap chưa? 3, 4, nghe. Nghe. 6, em nhiều lắm á. Hồi sạc lóc đuối. Con quỷ cá chơi kêu nhiều lắm mà không ai chọn. Lóc đuối, lóc với sạc nhiều lắm. Lóc quá trời. Lóc đuối sạc chê. Lóc hồi bớp sạc lóc, lóc bớp. Đuối sạc lóc, hồi chê lóc hồi. Bớp chê lóc, hồi sạc đuối lóc. Hồi lóc sạc bớp lóc chê sạc. Chê sạc, chê sạc. Bài chê sạc không ạ? Lóc với chê sạc nhiều lắm. Bớp chê, lóc chê. Bớp chê, lóc lóc chê sạc. Thấy có trê, có sặc, có lóc. Trê sặc lóc rồi. Bớt sặc chê lóc, hồi sặc bớt. Lóc lóc hồi đuối, chê bớt chê. Lóc lóc sặc bớt, hồi đuối bớt. Rồi đuối đuối, rồi đuối đuối, đuối đuối. Ai làm bài này hay? Xin phép là cho hỏi là idol rapper. Dạ, một tiểu thương của chợ Bình Điền. Tại sao mà tôi nghe cái lóc sặc, lóc sặc, lóc sặc không à? Cái gì mà lóc sặc hồi đuối nữa. Theo các bạn, con cá nào được đọc tên nhiều nhất? Em là sao? Là em sạc á, con sạc. Cá lóc đọc lóc tên nhiều nhất. Trê. Lóc với sa với lại hồi. Em nghĩ là con cá bóp. Lóc đuối. Tôi chắc chắn là lóc nhiều nhất. Lóc hồi đuối. Con sạc nhiều nhất. Cá riêng không? Em nhiều hơn anh Luật. Rồi, hai bạn tự điêu với nhau. Tôi nhiều hơn. Thua cái lẩu. Rồi. Lên. Rồi, thông báo. Như đã nói, con vật là được kêu tên nhiều nhất, nhiều nhì và nhiều thứ ba sẽ chung một đội. Đúng. Rồi, ở đây chúng tôi đã có đáp án. Nhiều nhất là mang về 35 lần gọi tên.
Các bạn nghĩ là con gì ạ? Cá sặc. Cá bóp. Lóc lóc lóc. Nè em nói cho anh nghe nè, anh lóc thôi. Còn của em sặc là con nào cũng sặc với em được hết. Lóc cũng sặc mà hồi cũng sặc. 35 lần được gọi tên đó là con cá. Sặc, sặc. Nồi lẩu thôi. 900 nghìn. Lẩu cá sặc mắc dữ ha. Các bạn đoán con tiếp theo là con gì? Lóc. Lóc. Con lóc, 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 lóc. Ai nghĩ là lóc? Lóc em. Ai nghĩ lóc thì có xin đổi với tiếng lược để mình được đội thắng khỏi bị phạt. Đuối cũng nghe nhiều lắm nha. Đuối 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 đuối. Lần nghĩ không? Số 2 là đuối. Số 2 là đuối. Tôi không đổi. Tôi là phải đứng thứ 2, thứ 3. Tôi không có cửa nào mà đứng chót được hết á. Vậy ha. Tôi lóc sặc lóc sặc lắc sập luôn à. Cá trê là được nhắc cũng nhiều lắm đó nha. Mà không ai chọn. Đúng rồi, con cá trê đó nhiều lắm. 32 lần được gọi tên đó là con cá. Thôi. Bộp. Thôi. Đuối. Lóc. Đuối. Lóc. Lóc. Bộp. Yeah. Woo. Á hậu, á hậu. Hai. Bóp sặc, bóp sặc. Bóp sặc, bóp sặc. Nói chung là động từ á, nó sẽ vô nhiều hơn là danh từ. Rồi động từ mắc gì mình như động kinh vậy. Và bây giờ, ủa em ơi, cái đó là về cùng một đội, không bị phạt. Là không bị phạt, tụi em không bị phạt. À. Bây giờ mới căng thẳng nè, còn có một người thôi, em và anh. Thứ ba là ai ạ? À? Đuối, đuối, đuối. Con gì ạ? À? Con đuối. Con hồi. Đuối à? Lóc. Đuối à? Lóc. Hồi. Lóc đi kèm lóc anh ơi. 29 lần đó là. Hồi. 29 lần. 29 lần. Đúng là đuối thiệt. Lóc. Đúng là đuối thiệt. Lóc. Anh ba. Quá trời rồi anh. Tư là con cá cha đúng không anh? 29 lần là cá lóc, 25 lần là cá hồi, 24 lần là cá đuối và 22 lần chót là cá nóc. Trời ơi, thì ra là cái chót nóc. Cái hải này hèn chi ít người chọn. Tại sao con này ăn vô chết? Em là người chọn đầu tiên. Con này ăn vô chết. Đúng rồi. Con này mà biết làm là mắc lắm luôn á. Nhưng mà ở Việt Nam là ăn vô chết. Hình phạt dành cho hồi nóc đuối. Nóc hồi đuối. À, nóc hồi đuối. Sẵn sàng, hình phạt. Tuyệt vời. Đây là hình phạt. Hình phạt ho 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 là hình phạt gì? Uống vô xong là sẽ vậy đó. Mỗi người mình chọn một màu đi ạ. Ủa mình được chọn, bên đội thắng được chọn. Em hợp màu đỏ. Dạ. Tôi chọn màu đỏ cho em. Rồi, đừng chọn rồi, đừng đụng vô. Rồi, tôi thấy nặng tay lắm. Rồi, thứ hai nữa à. Em sẽ dành cho chị Dạ. Dạ. Đen như cuộc đời của chị. Đen như cuộc đời của chị. Còn lại là Lan Ngọc. Anh Vinh sẽ được một màu xanh hy vọng. Rồi. Hy vọng. Rồi. Ai muốn phạt đầu tiên? Anh Vinh. Rồi. Để đó, để đó. Mời. Quỳ xuống hả? Không, đứng thôi. Thả bây rồi ra phía sau. Dạ. Trong ba ly này có một ly là có dung dịch và nắp có thể bung ra bất kỳ lúc nào. Còn hai ly còn lại không bung ra. Để chờ xem. Vô. Không có gì hết. Không có gì hết. Em đã thấy rồi. Đúng là màu xanh hy vọng. Màu đỏ. Khoan, để tôi cầm. Mở lên. Màu đen hơi cộm cộm nha. Anh Lục ơi, nương tay với em còn nhỏ anh dại. Nương tay. Anh nương tay vì cuộc đời anh chưa bao giờ làm được một cái điều gì đó vào người một cô hoa hậu hết. Nếu như cái này mà bung ra một chất dung dịch gì đó, hoa hậu ăn hết. Còn nếu như không có thì đau đớn thuộc về Lâm Vĩ Dạ. Tôi chỉ nguyện là nếu đã có đau đớn thì hãy để một cô gái đã từng trải như Lâm Vĩ Dạ chịu. Đúng rồi. Một cái người đẹp như vậy mà chưa có gia đình. Chưa gia đình rồi bây giờ đang đẹp đẽ như vậy nữa mà hất vô thì tội nghiệp quá. Ủa cho bên đây thì hất thì sao? Tại vì chưa gây thù chú quán. Còn bên kia là
oán hận chất thành núi rồi. Thật ra là vậy em ơi, nếu có trách đừng trách anh, vì anh hỏi bé Ngơ, bé Vân đầu tiên là em thích màu gì, thích màu đỏ, anh chọn màu đỏ. Phát nói là đây nè, tôi nhớ hoài hành động của Phát luôn nè, em chọn màu đen như cuộc đời chị Lâm bị giả. Ừ. Trời ơi, anh Luật nói vậy giống như là chắc chắn là chị giả. Em thấy nó hơi cộm cộm quá, em cũng nghi nghi. Không sao em ơi, yên tâm đi. Mời đếm. 1 2 3. Lâm Mỹ Dạ. Lâm Mỹ Dạ. Trời, em thấy chưa, em thấy bác vui chưa? Chị, sao bàn khác nó vô anh vui dữ vậy ta? Phát. Vậy thì biết rồi, kết quả rồi, cần gì phải giấu giếm gì nữa. Dạ. Mở da luôn hả? Nè, tao giữ lại rồi, thấy không? Thấy làm kỹ không? Chị có thẻ gì không? Hoán đổi đi chị. Dạ. Âm nhạc. Ghê lắm. Ở đây ghê lắm. Ê, sao mà đã tụi mắt nha. Tha đó. Phải mới mở màn, chị ước mọi người chờ, chị mất cấp lâu. Vậy sao nãy em nói tiếng Lực đứng phía sau? Ủa? Em xin review được không? Thật ra anh nói với lại Phát nè, anh với Phát với ngồi là một đội. Và cái hành động của Phát vừa rồi á, tự giết em. Ủa, em là may mắn đó. Của em đã qua đây rồi. Vì em chưa biết được là khi Dạ là người chiến thắng thì số phận của em như thế nào đâu. Em nghĩ đi, đâu dễ dàng gì chị chọn con cá độc nhất đâu Phát. Em nghe chưa? Sao lòng người đáng sợ như vậy hả anh? Không phải lòng người đáng sợ, mà là do mình ngu. Em xin phép được xin lại ca nước hồi nãy. Em à, đây còn nói gì nữa. Thủy Ngân. Hay thì em sợ Ngọc ấy, thì em thử em Ngọc đi cùng giày. Em đâu nha. Rồi, Lan Ngọc cái này biết đi. Thủy Ngân. Thủy Ngân. Thủy Ngân là Thủy Ngân. Thủy Ngân. Ồ. Ồ. Thủy Ngân và Tiến Lực. Còn tôi và Trương Thế Bình. Rồi, Juno, Juno đầu tiên. Làm gì ạ? Mời cầm. Mời cầm. Chiếc hộp này được cầm như sau, để lên hết, không được cầm, nắm, kẹp, ấy, không được, chỉ đơn giản vậy thôi, có quyền né tránh gì đó, nhưng mà chỉ được vậy thôi. Ai rớt hộp trước là thua. Bắt đầu. Khùng quá. Chưa rớt à. Ấy à. Nhưng mà vẫn được nắm cái thứ này à? Chụp lại được mà. Thôi chụp lại được mà. Tại sao chừng nào mới thua trời? Em ăn gian người ta, bây giờ em sợ rồi đúng không? Khùng quá. Trời ơi. Anh nói em rồi. Chú hồi báo là cuộc chơi kết thúc. Non và xanh. No. Em chơi mà. Em thờ lắm. Em còn non lắm. Chơi dơ á, chị Dạ nhà chị là chụp. Cái đó là khen hay chê? Khen đó. Em cái ngôn tự hào vậy. Để chị về cái khoảng đó lắm. Không phải đơn giản mà từ đầu đến giờ. Anh. Từ đầu tới giờ thằng bé bị khờ luôn á. Khờ luôn. Sao anh nhìn tim, tim bên em thể hiện đây là tiền bối, hậu bối. Mời chị. Ôi, áp lực. Mời chị. Chết rồi. Cố lên Ngọc. Sáng chưa? Rất là hiệu lệnh đơn quan. Trong cái bộ môn này tay dài nó là một Đúng rồi, em cũng thấy vậy á. Sáng sáng chưa? Bắt đầu. Ủa em đang làm nhanh sao vụt được? Em tấn tới luôn. Em tấn tới luôn. Em tấn tới luôn.
Tại mọi người chưa có ếm ếm gáy, ảnh gáy, tại Ngân gáy. Anh ơi, luật của mình là khi nào bị đánh rớt mới đúng tính rồi. Không, tự rớt thì không tính anh ơi. Không phải đi, anh, đi. Thắng, anh Giang, anh Giang, em đi chơi thuyền trên Thảo Cầm Viên. Thắng đứng bên đi ạ. À. Trời ơi, chết anh Luật, anh không biết chưa. Đếm đi bạn, đếm đi bạn, tôi quýnh hồi tôi mỗi tay bạn. Chưa rồi, đầu tiên mình phải nhau sát cho nhau. Cái tay để với đây nè, chứ đâu mà. Bắt đầu. Tức quá. Em thấy chưa? Em thấy chưa? Đã kinh nghiệm của chị hồi nãy rồi. Không biết tại sao tới lúc này em mà hả? Không có em. Cái bớt. Em ơi em, không có bây giờ sao? Do em ăn thua. Tiến lần thắng. Để tôi. Tức thiệt. Vậy thì anh Vinh về đây đừng cho anh Giang về nhá. Cho anh Giang về nhá. Anh Vinh đáng đi. Hãy đếm tôi đi. Thà là anh Vinh. Đây, á. Tôi đếm cho. Anh Vinh thua đi, anh Vinh tự thua đi. Bước lên, bước lên, bước lên. Vinh, em làm gì vậy? Em làm gì vậy Vinh? Chứ gì mà em ngại quá vậy? Bước lên, bước lên. Hai người bước lên. Bước lên. Hai ba. Hai ba. Quê, 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 quê. Quê, quê, quê. Ê, anh Vinh ơi, tự thua đi anh Vinh, tự thua đi anh Vinh ơi. Anh ơi, về với chị em ơi. Không Vinh, không Vinh phải thắng Vinh. Trời ơi. Á. Á. Không Vinh phải thắng Vinh. Trời ơi. Rồi xong. Đúng vậy anh ơi, nhiều khi anh em thắng hết, em ở đây một mình cũng buồn lắm. Anh chơi với mấy người đẹp thua hoài á, ngán lắm. Đâu có đâu, không buồn lắm. Mặn. Sao Giang, sao anh? Giang nó xu lắm, nó qua bên nào là mới nó thua à. Ủa vậy hả? Anh, ủa em nhớ là lần trước em chung đội với cả anh Giang ở một cái chương trình khác là em có thắng mà thắng 1, thua 7. Thua 7. Là vẫn có thắng anh. À đúng rồi em. Anh Giang trong chương trình này chưa bao giờ thắng. Mà chương trình này là thua một cái đi thì em sẽ, trời ơi, anh nói tưởng tới già luôn. Em chỉ úp mặt xuống đất em đi thôi, em không thể ngẩng mặt lên được luôn á. Đẹp bơ liền vô nữa. Ủa mà anh Vinh sao mặt anh buồn vậy, anh muốn qua bên kia hả? Không có đâu, ok vui vui. Tại nãy tại em nói thật lòng em đi, em đứng chung đội Ngân em vui không? Chung đội Ngân em vui không? Vui. Trời ơi, không vui. Vui là phải suy nghĩ 3 giây. Không phải, đội này là thấy là cái màu là thấy thắng rồi. Ơi, đúng rồi. Ủa? Thì có bên đội mình tuổi già sức yếu không mà chơi cái gì. Ơi, tụi anh có thể già nhưng mà bên kia bốn đứa gộp lại cũng không dơ bằng già được. Không dơ bằng già được. Thôi. Được đâu anh đâu. Rồi em coi thường sức mạnh của anh vậy. Ai ra chơi cái này tôi một cái hơn. Lan Ngọc, Lan Ngọc, Lan Ngọc thử liền. Lan Ngọc thử. Lan Ngọc chơi. Em đã dừng lại rồi. Để tôi coi nè. Bị hấp chưa? Bị hấp chưa? Đó, chị Ngọc. Quất ảnh một cái kìa. Đâu, đâu đi, đúng rồi, quất vô, quất vô. Cái đánh vô, cái đánh ảnh. Quất vô, cái hồn, cái hồn. Thấy chưa? Sao chị đỏ mặt luôn vậy? Trời ơi, trời ơi. Trời ơi, không tin luôn á. Không, anh thấy mày lớn gì, mày lớn. Thấy mày lớn gì luôn. Xuyệt gì, trộm xong rồi em bóc em chét lên tay tôi nữa. Thôi, nhưng mà em đánh được anh Vàng. Ủa? Đúng rồi, một thì, cái bóp luôn thì á. Thì sao? Nên liên quan dạ, đánh đánh bạn cái dạ. Thì đâu, sao? Sao mắc cười quá, người ta đoan miếng thì cứ nói cười quá. Người ta đoan miếng thì cứ nói chuyện tiếp với người ta chứ. Quăng miếng mà tôi lụm lên. Lụm lên giùm chị đi, thôi lụm đi cái này. Lụm đi. Xuống, anh hay lụm mót của chị Ngọc mà lụm đi. Như vậy chúng ta có hai đội. Rồi các bạn dừng đợi và chúng tôi dừng đợi. Đợi thua bị phạt chứ. Yeah. Đợi thua bị phạt chứ. Cái cam hả? Chanh nữa. Bạn bạn cho tôi đoán thử coi đúng không nha bạn. Thí dụ bây giờ bên kia sẽ ngậm trái chanh, còn bên này sẽ quýnh côn. Quýnh như nào rớt trái chanh vô mỏ là thôi. Rớt vô mỏ là sao? Không, rớt cái mũi đó. Yeah. Bây giờ từng cặp
bên mình sẽ thắng phạt. Mình sẽ đẻ cái trái này lên trên đầu. Bên này sẽ dùng cái gọi là quyền cước. Đúng rồi, tương quyền. Đúng rồi. Mình sẽ quánh khi nào rớt cái trái xuống thôi. Bên kia ai cũng nhà cả mắt yếu. Mình sẽ quánh khi nào rớt cái trái xuống thôi. Trời ơi, đã nữa. Tiên ơi, Tiên ơi. Trời ơi. Hết rồi. Ý, cái cây này mềm quá, cho đổi cho anh cây côn thiệt được không em ơi? Đây, cái cây cầm là cây này ha, cái có chữ ít nè. Ít. À, tôi bỏ cái cây đó đi. Trời, quýnh cái gì xét. Đau quá, nó đau, đau lắm. Thế mày, cái này có tét đầu không? Đứng đi em, không sao đâu. Có coi mấy cái phim nước ngoài không? Người ta luyện tập cái này để người ta đi đấu giải thế giới đó. Mà hả, chưa kịp đi là hả? Em thấy là bắn cung mà, đâu phải cái này. Hả, em muốn bắn không? Em bắn cho. Ngân ơi, rồi. Ngân. Anh nghĩ chừng một cây một là đi à, không tới cây thứ hai đâu. Rồi, nghiêm, tiếp dính. Nếu mà nó trơn quá thì thôi. Rồi, được rồi, im đi, đừng có gì nữa. Rồi. Tôi chưa đánh mà rớt là lụm lên lại đó nha em. Ôi, cái này là đánh sao vậy anh? Đánh ngàn á. Em được yên tâm, tôi phải tui đi hai em. Anh ơi, anh tôi chơi đàng hoàng. Em chưa có. Tôi chơi rồi. Tôi chơi đàng hoàng, yên tâm. Hộp rồi. Ai à, à. Ai à, à. Thấy chưa? Thấy chưa? Ủa? Cảm ơn anh. Anh đánh chán quá. Tới em. Ow. And you know. You know. You know big boy boo boo boo. Let's go. Cái đầu em nó dễ để lắm. You want orange or anh lemon? I want an orange. Okay. Cái orange này giống nè. Cái này nó cái hơi. Cái này là giống tổ chim chứ để lên thành cái. Là coi như mục tiêu luôn rồi sao? Chị đánh vô cái đầu em rồi sao? Thấy bụng lăn hả? À, không thấy chị. Chị thấy không? Chị thấy không? Này. Đứng im đi, đứng im. Em làm gì em khòm trước, em làm cho anh nào hơi nói vậy? Cái gì nữa anh? Nó định vị không anh? Để em đây, em đừng có đụng vô rồi. Để em đây, để em đây. Wow. Ghê vậy? Ghê vậy? Là kiểu chăm sát chăm chung à. Né ra, né ra. Ghê vậy? Sao thế, thế em anh làm dữ vậy anh Trang? Cái giọng hù quá, mới sợ. Tại vì cái đánh sao chừng. À, coi như khỏi đánh em. Yeah. Đau mạnh. Không, em bằng mút mà đâu đau đâu. Này là thật ra cái trò chơi này sinh ra là dành cho chị. Nhét vô cái lỗ luôn. Rồi. Quá tuyệt vời. Sinh ra là dành cho chị. Bé gốc ghét thiệt. Nhét vô cái đó. Quýnh nhập viện luôn, không rớt cái chân xuống nữa. Nhưng mà như này là phải cả hai trái hay đúng là rồi, hai trái em. Trời ơi. Một tôi như là sao mà hai được. Thế thì nếu mà đánh cả hai trái này thì phải đánh cho kiểu khác. Anh chị thờ luôn nè. Em quýnh khi nào rớt ra thì thôi. Em quay mặt về hướng fan đi. Anh không có kinh nghiệm á chị Ngọc. Sao chị vui quá vậy? Thôi chị cũng sợ nha. Hết chuyện nghe lời bé Ngân. Rồi tới lúc cũng phải đi thôi à. Rồi không thèm nhìn luôn kìa. Trước đây anh có từng trải qua thử bây giờ như này chưa? Anh đánh vô áo chị gốc xỉu, các em đỡ chị văng hai cái bành. Anh đang không nữa. Đánh một cô gái xinh đẹp như vậy. Đúng rồi, đừng có mạnh. Nên anh không nhìn. Anh không nhìn là chết chị luôn á. Ngọc ơi. Học ơi, học ơi. Đó phải đến anh vừa làm mẫu. Nhìn đi. Rồi nhìn nè. Chị hẳn đầu lên đi để thôi nó. Nhìn. Còn một trái nữa đâu. Được rồi. Trên đầu. Còn một trái nữa đưa tiếng lực quánh. À, anh hụt em cả. Thôi anh được đâu có được quánh. Mắc cái gì mà anh được quánh em. Tôi làm sao quánh em? Khi tôi cầm cái khúc côn này là tôi giục. Làm sao mà quýnh em? Đúng rồi. Vion, phiên bản toàn cầu. Miễn phí trải nghiệm tháng đầu tiên.